ngắm nhìn thiên nhiên kỳ diệu, hít thở không khí trong lành, nơi cảm xúc hòa vào những chuyển động tinh tế của đất trời. Phú Yên đang dần chuyển mình trở thành một trong những trung tâm giải trí và nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất tại Việt Nam, nơi những niềm vui kéo dài bất tận, nơi hiện thực hóa giá trị đầu tư, nơi trải nghiệm nghỉ dưỡng đáng nhớ, chứng kiến những đổi thay ngay trước mắt. Phú Yên, nơi bình minh đánh thức vạn giấc mơ, một khởi đầu mới trên thành phố biển xinh đẹp. Bình minh của một kỷ nguyên bùng nổ bắt đầu từ vị thế giao thoa sát biển Cần Phố. Thiên nhiên trù phú, tiện ích hoàn hảo hội tụ tại dự án sát biển đầy tiềm năng. Lotora Phú Yên, biển trời giao thoa thăng hoa cảm xúc, sở hữu nhiều ưu ái từ vị thế độc tôn, tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí ven biển cao cấp. Lotora Phú Yên được quy hoạch với đa dạng loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, boutique hotel, khối khách sạn 4 đến 5 sao và shop house ven biển. Từ mặt biển tiến vào, trái tim của Lotora Phú Yên hiện ra trong xanh tựa viên ngọc quý. Khu bể bơi trung tâm rộng gần 800m2 sẽ mang đến những trải nghiệm đầy hứng khởi ngay giữa lòng dự án, khởi đầu cho những trải nghiệm tận hưởng, thư giãn, đắm mình trong cảm hứng. Ẩn mình trong không gian tĩnh tại của vườn cây nhiệt đới là 33 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp và biệt lập tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chấm phá bởi nét tinh hoa bản địa trang nhã mà không kém phần phong cách. Sở hữu không gian mở với hệ thống cửa đón gió, kiến trúc được kết nối hài hòa với thiên nhiên cho từng nhịp cảm xúc đông đầy. Hệ thống bể bơi riêng tại mỗi căn biệt thự tạo nên một không gian thư giãn sang trọng. Góp phần tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn là khu vui chơi trẻ em, khơi gợi hứng thú khám phá của bé. Nằm sát công viên biển, hưởng tầm nhìn ngoạn mục là 24 căn shop house mặt tiền biển tiếp giáp với đường Độc Lập, đắt giá bậc nhất. Để giá trị không ngừng gia tăng là 42 shop house mặt phố và 15 căn boutique hotel, nơi hội tụ dịch vụ giải trí thời thượng. Hình thành nên một khu phố đi bộ mua sắm ven biển đầu tiên tại Phú Yên. Khối khách sạn 5 sao lấy cảm hứng từ thiết kế của những du thuyền hạng sang, tích hợp tiện ích đa dạng và đẳng cấp, nơi du khách đắm mình trong muôn vàn lựa chọn, tận hưởng cảm giác thư thái tại spa sang trọng, phòng tập gym hiện đại, hay thư giãn tại bể bơi vô cực kết hợp sky bar có sức chứa lên đến 2.000 người cùng hệ thống nhà hàng sang trọng. Đây sẽ là điểm đến không thể bỏ qua, góp phần tạo nên một kỳ nghỉ đáng nhớ, sẽ chia những niềm vui trong hành trình du lịch của bạn. Đặt tầm nhìn của bạn ở một chân trời mới, Lotora mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho mảnh đất vàng Phú Yên. Lotora Phú Yên, biển trời giao thoa thăng hoa cảm xúc.